Tam giác ABC cân tại A. Đây, đầu tiên mình vẽ một đoạn thẳng trước. Rồi vẽ tam giác cân thì vẽ hai cái đường tròn. Mình muốn vẽ tam giác cân á, chúng ta sẽ dựng đường chung trực của nó. Trên tập mấy đứa có ô thì dễ rồi, nhưng mà trên đây thì không có ô. Đó, để vẽ tam giác cân thì mình phải qua một số thao tác như vậy. Rồi mình lấy hai điểm làm sao cho là lấy hai điểm D và E sao cho AD bằng AE. AD bằng A thì muốn vẽ lấy hai điểm bằng nhau, mình vẽ cái đường tròn ra. Nó cắt tại hai điểm, hai điểm sẽ bằng nhau, đó chính là bán kính đường tròn đó. Rồi. Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân. Rồi đặt tên ra A, B, C. Rồi đây là AB lấy điểm D. Và điểm này là D. Này là E. Rồi chứng minh nó là hình thang cân. Rồi. Như vậy đó. Thầy cắt hình này qua đây. Rồi bây giờ thầy, rồi có đứa nào làm được bài này không ạ? Có ai làm được bài này không? Có ai làm được bài này không? Im gu ạ. Rồi nhìn đây. Bây giờ để làm được bài này đó thì mình phải là tính cái góc. Mình muốn chứng minh nó là thang cân đó, đầu tiên phải chứng minh nó là hình thang trước. Chứng minh BDEC là hình thang trước. Tức là phải chứng minh DE song song với BC. Mà muốn hai cạnh mà song song với nhau đó thì mình phải tìm ra nó có gặp góc xoay lại trong bằng nhau hay không, gặp góc đồng vị bằng nhau hay không, hay là hai góc trong cùng phía bù nhau hay không. Cái đó là cái cơ bản nhất. Hoặc là mình chứng minh nó có cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba hay không. Cái đó thì nó lu bu hơn. Mà trong cái bài này không áp dụng mấy cách đó được, chỉ có cách sử dụng là góc xoay lại trong đồng vị hoặc là trong cùng phía bù nhau thôi. Do đó cho nên đó là mình sẽ đi chứng minh. Mình sẽ đi chứng minh á, góc này nè, góc D này nè, nó bằng với lại là góc B. Rồi để ha. Chứng minh góc D này nó bằng góc B. Đó. Nếu mà hai góc này bằng nhau á thì hai đường thẳng này sẽ là hai góc này là hai góc vị trí nó là đồng vị. Hai góc bằng nhau sẽ ra DE song song BC. Rồi. Bạn nào giờ này mới vô nữa ta? Em là ai? Tên gì ạ? Lớp trưởng hả? Trời 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 trời, lớp trưởng hay quá ha. Cúp điện hả? Rồi, lý do chính đáng. Rồi. Ơi nhảy lên hoài. Rồi như vậy đó. Để thầy chia sẻ màn hình ra đây. Viết cho nó dễ. Quên nữa, bắt cái màn hình. Rồi nha. Bây giờ bắt đầu là giờ để làm chuyện đó đó thì mình đi nè, đầu tiên nè. Mình sẽ ta có là tam giác ABC là cân đúng không? Đầu tiên là ta có nè. Như vậy để chứng minh mà D BE BDEC là hình thang cân á,
thì mình phải chứng minh nó hai ý ha. Ý thứ nhất á là chứng minh BDEC là hình thang căn, là hình thang trước, là hình thang trước. Rồi ý thứ hai á là chứng minh nó có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc có hai đường chéo bằng nhau, phải không? Đó là hai cái dấu hiệu của nó đó. À, hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang căn, hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang căn. Vậy là mình sẽ đi chứng minh là thôi chứng minh góc B bằng góc C đi. Cái này thì dĩ nhiên là có rồi, do tam giác ABC căn rồi. Vậy là đầu tiên mình đi chứng minh là hình thang trước ha. Rồi giờ để chứng minh đó, đầu tiên là mình sẽ là vì tam giác ABC căn tại A. Vậy mình sẽ suy ra được điều gì? Góc B bằng góc gì ạ? Bằng góc C. Ha. Mà sao mà tổng ba góc bằng nhiêu độ ạ? À? Mà góc A cộng góc B cộng góc C thì bằng là 180 độ. Như vậy mình sẽ có là góc A, mình thay góc C bằng góc B, góc C bằng góc B vô thì mình có góc B nè, cộng với góc B bằng 180 độ. Vậy mình sẽ có là hai là góc B bằng 180 độ trừ do góc A. Ha. Vậy góc B á sẽ bằng là 180 độ trừ góc A, à, trừ góc A chia cho 2. Ha. Tương tự thì ta có là D AD bằng với gì ạ? À? Bằng với lại là A AE. Vậy suy ra tam giác gì? Tam giác là ADE căn tại đâu? Căn tại A, làm tương tự được không? À, suy ra mình để đây góc D1 đi. E1 đi. Suy ra D1 bằng với lại là E1 ha. Rồi. Mà sao? A cộng cho gì? Cộng cho D. D1 cộng cho E1 bằng bao nhiêu độ ạ? À? 180 độ ha, giải thích nè, ở đây thiếu giải thích nữa nè. Giải thích này là gì? Tổng ba góc 180 tam giác ha. Như vậy là mình sẽ có là góc A cộng cho hai lần góc D1 đúng không? À, chưa, cộng cho góc D1 nè. Cộng góc D1 nữa. Bằng 180 độ. Như vậy đó là góc 2 là góc D1 bằng 180 độ trừ góc A. Hay là góc D1 á bằng 180 độ trừ góc A chia cho 2. Đánh này số 1, đánh này số 2. Từ 1 và 2 suy ra điều gì? Hết bản rồi. À. Góc D1 bằng góc B. Suy ra điều gì nữa? DE sao? Xong. Xong xong như thế nào? B. BC. À, do nó có hai góc gì? Đồng quỹ bằng bằng nhau. Rồi. Như vậy đó, hai góc đồng quỹ bằng nhau thì mình suy ra là BDEC là hình thang, phải không? Nha, à, là hình thang. Vậy mới là hình thang thôi. Vậy muốn là hình thang căn đó thì mình chứng minh tiếp. Bỏ chỗ này ha. Rồi chứng minh tiếp. Gạch ngang đây đây. Chưa được. Ồ lộ. Rồi. Như vậy á, nó là hình thang rồi phải không? Mà sao? Góc B thì bằng với góc C, phải không? Chứng minh trên. Vậy suy ra
B, D, E, C là hình thang cân. Giải thích hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Được chưa? À, bài chứng minh cũng hơi dài đó. Mới làm từ câu A đó nha mấy đứa. Rồi, sửa vô đây. Cái giải thích ở đây giải thích giùm thầy nha. Tổng ba góc trong tam giác nha. Được chưa mấy đứa? Vậy mình đã làm quen với cách chứng minh hình thang ha, hình thang cân ha. Muốn chứng minh là hình thang cân thì mình phải qua cái một bước đệm là mình phải chứng minh nó là hình thang trước. Nó là hình thang xong rồi mới chứng minh nó là hình thang cân được. Chứng minh nó có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc là chứng minh nó có hai đường chéo bằng nhau. Nội sửa bài này không 20 phút thôi quá. Rồi chú ý thầy hướng dẫn câu B luôn nè.
Câu B. Câu B người ta cho góc này là 50 độ. Yêu cầu tính các góc của hình thang căn này. Thì góc B dễ rồi. Mình có góc B bằng 180 độ trừ góc A chia 2, vậy 180 trừ 50 còn lại 130. 130 chia 2 được 65 độ ha. Đó, mình cứ thế số vô mình tính cho 65. Hai góc này bằng nhau thì thằng này cũng là 65. Rồi, đây là hai góc trong cùng phía bù nhau, phải không? Thằng này cộng với này với thằng D2 nè. B với D2 cộng lại là 180, vậy là lấy 180 trừ 65 thì sẽ ra được góc này. 180 trừ 65 thì còn lại là 115. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi để xíu thầy xài cái máy khác để thầy vô thầy làm bản vẽ. Đường liên của con này BXS. Rồi mấy đứa lấy tập bài học ra. Mấy bài tập kia thì mình coi mình còn một số bài. Rồi tắt cái lò này. Rồi còn bài 16, 17 á, có thời gian rảnh cho sửa. Chứ giờ mình không có thời gian. Hôm nay mình sẽ học bài mới nè. Như vậy nhắc lại lần nữa, muốn chứng minh một hình thang cân đó là mình phải chứng minh nó là hình thang trước. Nó là hình thang xong rồi á thì mình mới chứng minh nó là hình thang cân được. Từ hình thang muốn thành hình thang cân thì nó phải có hai góc kề một đáy bằng nhau, hoặc là nó có hai đường chéo bằng nhau. Rồi. Rồi mấy đứa lấy tập bài học ra, ghi thử bài mới. Đường trung bình của tam giác của hình thang. Đường trung bình của tam giác của hình thang. Được chưa? Đường trung bình của tam giác của hình thang. Rồi. Số 1, đường trung bình của tam giác. Các em định lấy 1 vào.
đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Chưa? Rồi. Khoan đã tí. Rồi, mấy em vẽ hình này vào. Chết mồ, hình như thầy mới lộn bạn nhảy ra hay gì đó, bạn nào bị đẩy ra đẩy vô lại đi. Thầy bấm lộn rồi. Bạn nào mới bị đẩy ra đó. À. Rồi vẽ hình đã vào mới đó. Dạ anh đẩy vào nha, thầy lỡ bấm bị đẩy bằng nó ra. Rồi dạ anh đẩy vào ha. Mỗi năm nếu chúng ta học trên lớp chỗ này chúng ta phải chứng minh đó nha. Nhưng mà giờ rút gọn này thôi, nói ý thôi. Phần chứng minh chúng ta có thể về tự xem lại trong sách giáo khoa ha. Rồi chưa, mấy em nhớ chưa? Rồi, rồi thầy hướng dẫn nè. Rồi, giờ chúng ta thấy tam giác ABC đó, có D là trung điểm của AB, thì cái đường thẳng mà đi qua điểm D nó song song với lại BC đó. Ta ghi bổ sung ở đây cái nữa. DE song song với lại là BC. À, cái đường thẳng mà đi qua đường thẳng đi qua D mà song song với lại là BC thì nó sẽ cắt cạnh AC tại một điểm, điểm đó là điểm E, thì E này cũng là trung điểm của AC nha. Chỉ nhắc lại nội dung định lý, đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba ha. Đây đường thẳng D đi qua D nè, D là trung điểm của AB nè, và nó song song với BC thì sẽ đi qua trung điểm của AC là E. Vậy từ đó mình suy ra E là trung điểm của AC à. Được chưa?
chưa mới được. Hiểu không? Hiểu không? Rồi, nó lại lần nữa. Thấy làm trái ABC chưa? Rồi phải không? Rồi, bây giờ đường thẳng đi được cái D á, điểm D là trung điểm của AB nha, D là trung điểm của AB. Rồi một cái đường thẳng mà đi qua điểm D này nè, mà nó song song với BC. À, đường thẳng đi qua điểm D mà song song với BC thì nó sẽ đi qua trung điểm của AC ha. Sẽ đi qua trung điểm của AC. Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác, đây là một cạnh tam giác đây. Và nó song song với cạnh thứ hai là cạnh này dưới này nè. Thì đường thẳng này sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Cạnh thứ ba là cạnh AC đó. Vì CGE là trung điểm của BC ha. Vậy là cái bài mình có thể tóm tắt lại như sau, ví dụ như D, D là trung điểm của AB, nghĩa là DA bằng với lại là DB, và thằng DE song song với lại là BC. Thì từ đó mình sẽ suy ra được rằng E là trung điểm của AC hay là AEA bằng với EC. Được chưa? Cái tóm tắt nó là như vậy, được chưa mấy đứa? Được chưa? Tóm tắt á, thấy không? Đó, DA bằng DB, tức là D là trung điểm của AB ha. Và DE song song với BC, từ đó mình sẽ suy ra E là trung điểm của AC. Được chưa? Được không? Rồi mấy đứa ghi cái tóm tắt nó vào đi. Ghi ở dưới cái hình đó. Mấy đứa ghi, nhớ ghi DE song song BC chứ ở dưới cái hình nữa nha. Chưa mới ghi chưa. Được chưa mới nữa. Rồi phải không? Rồi bây giờ nếu trường hợp á, giờ định lý một mình nắm á, có trung điểm có song song thì mình sẽ suy ra cái điểm còn lại là trung điểm của AC. Rồi ở cái trường hợp này mình nhìn thấy nè, điểm D là trung điểm của AB, điểm E là trung điểm của AC, thì từ đó mình sẽ suy ra được đó, từ đó mình sẽ suy ra được đó, thằng DE là đường trung bình của tam giác ABC. Như vậy là mình có thêm một loại đường mới, đó là đường trung bình. Thầy nói lại ha, khi D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC, thì DE chính là đường trung bình của tam giác ABC. Như vậy đường trung bình của tam giác là đường thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác ha. Đường trung bình của tam giác là đường thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Rồi rồi thầy nói luôn để mình ghi bài luôn một lượt ha. Như vậy cho thầy biết coi, bây giờ mình có đường trung bình DE nè, mình còn đường trung bình nào nữa khác hay không, còn nữa không, trong tam giác ABC này còn đường trung bình nữa không? Trả lời cái, trong tam giác ABC này còn đường trung bình nào nữa không? Thầy nghe thầy đọc định nghĩa nè, đường trung bình của tam giác là đường thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Vậy trong tam giác mình có tất cả là mấy cạnh? Ba cạnh. Như vậy ba cạnh thì mình có bao nhiêu trung điểm?
À, ba chung điểm. Ba chung điểm thì như vậy mình sẽ vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng từ ba chung điểm này? Vẽ được bao nhiêu đường thẳng từ ba chung điểm này? À, ba đường ha. Đây. Thì dựng chung điểm ha, rồi thì nói lại. Như vậy là mình sẽ có là đường thứ hai nè. Rồi đường này đường thứ ba, vậy là trong một tam giác có tất cả là ba đường trung bình ha. Được không? Cái này là chỉ nói thêm thôi. Chứ thực chất mình chỉ quan tâm tới một đường là được rồi. Ha, trong một bài ít ai mà cho ba đường để cho nó lu bu ha. Một đường. Rồi như vậy là định nghĩa lại ha. Đường trung bình của tam giác là đường thẳng nối chung điểm hai cạnh tam giác. Rồi. Khi mà một cái đường thẳng là đường trung bình rồi á, thì một cái đoạn thẳng á là đường trung bình rồi á, thì đoạn thẳng DE này nó sẽ song song với lại là cạnh thứ ba. Trong tam giác này hai cạnh là cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai nè. Thì thằng BC này là cạnh thứ ba. Thì DE sẽ song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh thứ ba. Tức là DE song song với lại là BC và DE bằng nửa BC. Nếu nó là đường trung bình ha. Thì mình có là DE là đường trung bình. Của tam giác ABC. Cái ký hiệu tam giác trong đây không có ha. À có. Như vậy từ đây mình sẽ suy ra. Suy ra DE song song BC và DE bằng 1 phần 2 BC. À, được chưa? Vậy là cái này chính là cái tính chất của đường trung bình đó. Như vậy là nãy giờ mình đã học được ba cái. Cái thứ nhất là đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh tam giác song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba ha. Nếu mà hai điểm này là hai trung điểm rồi thì DE là đường trung bình của tam giác ABC. Đó là cái định nghĩa đường trung bình của tam giác là đường thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Rồi khi nó đã là đường trung bình rồi á thì nó sẽ có cái tính chất là nó sẽ song song với cạnh thứ ba, tức là DE song song với BC và DE bằng nửa BC. Ha. Rồi, còn ghi bài chúng ta ghi cái gì? Thì thầy hướng dẫn ghi. Rồi các em ghi cho thầy cái định nghĩa này vào. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối chung điểm hai cạnh của tam giác. Rồi, các em ghi định nghĩa vào đi. Mấy đây ghi định nghĩa hai rồi, giá hình này chưa? Xong chưa? Giá hình chưa? Ghi tóm tắt chưa? Nhanh nhanh. Rồi nói lại lần nữa ha. Khi mà sử dụng đường trung bình mình có thể là tính được độ dài của một đoạn thẳng mà mình không cần đo trực tiếp. Ví dụ như tính độ dài của đoạn BC trong hình này. Đoạn BC là bị một cái hồ nước chắn ngang. À, do đó là để tính độ dài của nó đó, mình sẽ vẽ ra được tam giác ABC trước. Rồi mình lấy điểm D, điểm E là trung điểm của AB và AC. Rồi từ đó mình sẽ đo độ dài của DE. Thì DE là đường trung bình. Thì DE nó sẽ là bằng khoảng nửa BC hay là BC gấp 2 lần DE. Từ đó mình tính được BC à, như bài giải chúng ta đã thấy.
Rồi tiếp tục nha mấy đứa. Rồi. Rồi tiếp tục. Như vậy đó, cái phần lý thuyết chúng ta đó là có bao nhiêu thôi. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài tập ha. Cái phần số 2 thì chúng ta bữa sau sẽ làm. Rồi giờ chúng ta làm bài tập. Rồi. Chúng ta sẽ làm bài 20 trước đi. Bài 20. Rồi các em vẽ hình bài 20 vào. Bây giờ bài 20 là làm sao làm bài 20 đây nè. Làm sao đây? Thì đầu tiên đó, mình cũng sử dụng là bài 20 này không sử dụng đường trung bình nha. Tại vì điểm Y có là trung điểm chưa mấy đứa? Y là trung điểm chưa? Chưa là trung điểm, do đó mình không sử dụng đường trung bình. Nếu Y trung điểm thì mình biết là IA sẽ bằng với lại IB bằng 10 tốt rồi phải không? Do đó cho nên đó, mình phải chứng minh Y là trung điểm là mình sẽ sử dụng định lý 1 ha. Mình sử dụng định lý là đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác song song với cạnh thứ hai và sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Nếu mà Y là trung điểm rồi á, thì IB bằng với IA là bằng 10 cm. Vậy nhiệm vụ của mình á, là có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là chứng minh K là trung điểm của AC. Nhiệm vụ thứ hai nặng hơn đó là chứng minh IK song song với lại BC. Thì muốn chứng minh song song thì mình thấy rồi, mình có hai góc gì đồng vị bằng nhau chưa? Hai góc đồng vị bằng nhau rồi chưa? À, vậy từ đó mình sẽ suy ra IK song song với BC. Rồi vậy là đầu tiên là chứng minh nó song song trước, chứng minh song song trước đi ha. Song song trước rồi mình nói K là trung điểm của AC, rồi mình nói suy ra Y là trung điểm của AB. Rồi làm vô trong khoảng 2 phút đi ha, rồi thầy kêu đọc cho thầy ghi ha. Rồi mấy đứa làm lại nhanh lên. Rồi, mấy đứa thấy cái bảng ở đây rồi ha. Rồi như vậy bài này làm sao nào? Bài làm sao nào? Bạn nào? Hiếu tình nữa hả? Còn ai khác không? Học có mấy đứa à? Còn ai nữa không? Rồi về siêu đi, rồi siêu chứ đi. Ta có sao đây? Khoan khoan khoan, để thầy bấm bấm gân chuột cái thầy viết nha. Rồi. Ta có AKI bằng với ACB bằng nhiêu độ? 50 độ rồi. Sao nữa? À. Tại sao siêu không xong vậy em?
có hai góc đồng vị bằng nhau. Rồi sao nữa? Mà sao? À. Vậy suy ra điều gì? IA bằng IB bằng bao nhiêu? Bằng với X đúng không? Bằng nhiêu cm? À. Còn ai thích văn vẽ hơn á, mình khi mình ghi là KA bằng KC bằng 8 cm rồi đó, thì mình sẽ suy ra Y là trung điểm của AB ha. Y là trung điểm của AB thì suy ra hay là IA bằng IB bằng 10 cm. Viết như vậy thì nó hơi khô quá đúng không? Nên ta chỗ là suy ra IK song song BC, rồi mà K là trung điểm của AC, suy ra Y là trung điểm của AB, hay IA bằng IB bằng 10 cm cũng được ha. Viết như vậy thì nó rõ ràng hơn, đọc thì nó có dần hơn. Được chưa mấy đứa? Rồi, qua bài 21. Bài 21. Bài 21 là làm sao nào? Tính khoảng cách AB giữa hai mũi comba trên hình 42. Biết rằng C là trung điểm của OA. D là trung điểm của OB và CD bằng 3 cm. Vậy bài này mình xài định lý 1 hay là xài tính chất của đường trung bình mấy đứa? Giữa hai bài này mình nhận dạng được không? Bài trên đó là có một trung điểm, phải không? Có song song thì mình suy ra trung điểm thứ hai. Còn bài này sao? Mình có mấy trung điểm này? Hai trung điểm, vậy mình sẽ sử dụng cái gì? Định lý mấy? Định lý 2 hay là tính chất của đường trung bình đó, của tam giác đó, hiểu không? À, mình sẽ sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác, hay là gọi là định lý 2 đó. Định lý 2 thì sao? À, đường trung bình của tam giác song song với cạnh thứ 3 và bằng nửa cạnh ấy. Như vậy bây giờ tam giác OAB đó, OAB mình có CD là trung điểm rồi, vậy suy ra đó là đường trung bình được không? Rồi vậy là CD bằng bao nhiêu của AB? À, 1 của AB. Giống vậy, giống bài hình 33 nãy không? Rồi, vậy là thầy kêu bất kỳ bạn nào cũng được ha. Đầu tiên xét tam giác và chứng minh nó là đường trung bình. Rồi, giống cái bài hồi nãy rồi. Rồi, bạn Thiên Bảo đi. Thiên Bảo. Đầu tiên mình làm gì? Lật cái bài hồi nãy ra, cái ví dụ hồi nãy đó. Nó gần gần giống hệt vậy đó. Rồi, đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là xét gì ạ? Cái gì? Sao? Nó nói gì ạ? Ông bây giờ ông lật cái bài hồi nãy ra, ông đọc cho tôi đầu tiên mới vô là gì? Xét cái gì trước? Nãy giờ có ghi bài không? Bạn Thiên Bảo nãy giờ có ghi bài không?
Vậy là học nãy giờ là ngồi giờ môn không ghi chữ nào cho nó hả? Có ghi không? Ừ, trả lời coi nãy giờ có ghi chữ nào không? Ừ, trả lời coi. Đâu đọc cái dòng đầu tiên của nó, đầu tiên nó là cái gì ạ? Xét cái gì? Xét gì? Đọc cái dòng đầu tiên coi xét cái gì. Giờ nãy giờ ngồi chơi không biết chữ nào hết trơn phải không? Học rồi cái chuyện ghi bài cũng không chịu ghi nữa rồi sao mà học? Rồi trong tuần này cho cái đề 15 phút rồi sao làm? Này nói trước mấy đứa là mình sẽ kiểm tra khả năng là học hết học kỳ 1 là sẽ học online kiểu này. Và bên cạnh đó là mình sẽ kiểm tra thường xuyên và định kỳ online luôn đó ha. Rồi á, không học không viết không ghi gì hết, kiểm tra làm sao mà biết được mà làm. Học mà không chú ý gì hết thì sao học? Nhìn vô mở đó ngồi đó y gan thằng lớp 6 hồi sáng mới làm, rồi mới là thằng 6 chiều nay con thằng nữa. Đâu Như Ngọc cho làm bài này Như Ngọc. Đầu tiên mới vô lại gì em? Mới vô lại gì? Xét gì? Xét tam giác gì? OAB. Ta có điều gì? C. C sao? Không, ta có gì? Dòng kế tiếp là gì? CD là cái gì? C phẩy D lần lượt là gì? Là gì? Cái bài hồi nãy đâu là cái gói lần lượt là gì? Trời, mấy dòng nãy không ghi, có ghi là không ghi bài không? Trời, thằng Nam không ghi. Nam nè, nghe kỹ nè, khi trở vô học thầy sẽ kiểm tra tập nha. Ai không có viết là phải viết lại từ đầu đó nha. Muốn biết thế nào thì hỏi mấy anh chị mà đi trước, hỏi thử xem ha. Nói bao nhiêu thôi là biết rồi đó. Trung Dũng đi, Trung Dũng lần lượt lại gì em? Đúng. Bạn này có viết bài nè, hiểu bài nè. Rồi gì suy ra CD là gì em?
Đúng rồi. Rồi như vậy mình sẽ suy ra bằng nhiêu của thằng AB, bao nhiêu của AB, không, CD bằng bao nhiêu của AB, đường trung bình của tam giác song song cạnh thứ ba bằng nửa cạnh ấy, vậy bằng nhiêu? Một phần hai phân nửa của AB. Vậy từ đây mình suy ra AB gấp mấy lần CD? Mấy lần? Sao 3 lần? Mấy lần? À, 2 lần của CD. Mà CD bằng mấy vậy em? Vậy là 2 nhân 3 bằng mấy? À, 6. Rồi vậy là xong. Đó. Rồi mình sẽ vào. Bài này giống hệt bài kia thôi. Chỉ ai không biết bài em là không biết làm thôi. Hồi nãy là mình vắng là bạn bạn nào Yến? Hoàng Phong với bạn hồi nãy mà kêu không trả lời đó nha em. Bạn nãy là bạn tên gì đó? Thiên Bảo á. Vậy ra là hồi nãy là nó là thầy kêu không trả lời đó ha. Không phải các bạn bạn lúc đầu vô kìa. Để yêu cầu gặp bật camera lên đó. Lúc đầu là bạn nào mấy đứa? Lúc đầu là đứa nào vậy siêu? Trời ơi, lúc đầu thì kêu bật camera lên im ru đó. Hình như là Thiên Bảo luôn, cũng nó luôn. Rồi Nhân Lê có bật. Hơi có lúc sau có. Nó học gì đó bỏ đi vậy đó. Không phải Thiên Bảo, thằng sáng sáng dương nè, bạn sáng dương nè, phải là sáng dương. Sáng dương là tên gì ạ? Dương sáng à? Dương sáng phải không? Dương nhan sáng giờ còn tồn tại ở đó không ạ? Lên tiếng rồi, còn chúng đây mà không thấy phản ứng gì cho nè. Học bật lên cái bỏ đi vậy đó, cái tính như bạn sáng dương này là không có học đó nha, trừ khi nào bạn lên tiếng cho biết nè. Rồi mới xếp vào xong chưa? Rồi phải không? Rồi rồi bây giờ bài về nhà ha. Rồi chưa? Rồi. Mấy đứa nhìn thấy cái hình 22, hình 43 không? Bài 22, hình 43, thấy không? Rồi. Mấy đứa về nhà làm cho thầy bài này ha. Chứng minh AI bằng IM. AI bằng IM. Tức là Y là cái gì của đoạn AM vậy mấy đứa? À, AI bằng IM tức là Y là trung điểm của AM. Rồi như vậy á, làm sao làm bài này đây ta? Bài này sao làm đây?
Có thì mình sử dụng là tính chất đường trung bình hoặc là định lý 1, định lý 2, một trong hai cái đó để làm bài này. Như vậy đó, để làm được bài này á, mấy đứa phải quan sát nè, hay để thầy vẽ cái hình này ra ha. Rồi rồi thầy vẽ hình này ra để thầy bạn hướng dẫn mấy đứa vẽ hình luôn á. Đó, bây giờ mình sẽ vẽ cái các đường, thầy sẽ lấy các đoạn thẳng bằng nhau, nhưng mà trên đây đo không có được, thầy lấy đường tròn để thầy làm cái đoạn mặt thẳng bằng nhau cho nó dễ. Rồi đó, vì mình có ba đoạn bằng nhau rồi đó. Vậy là mình sẽ vẽ làm sao mà có ba đoạn bằng nhau ha. Mình sẽ lấy trung điểm của nó. Rồi như vậy đó, mình sẽ nói lại. Đầu tiên đây với đây một cái nè. Đây đây cái nè. Rồi mình chọn này. Cách vẽ thôi nha. Chứ thì mình muốn chứng minh thì chắc ăn này trung điểm rồi, vẽ thì chắc ăn trung điểm rồi mà mình phải chứng minh đó ha. Rồi vậy cho cái tên vào. A B C M D E. Để em mở không ta? Rồi rồi như vậy bây giờ để làm được bài này chứng minh là IA bằng IM á, thì bây giờ mình đầu tiên mình sẽ đi chứng minh đó. Muốn chứng minh IA bằng IM thì mình đã có ba đoạn này bằng nhau rồi ha, AD bằng DE bằng EB rồi. Như vậy mình đã có điểm D là trung điểm của AE chưa? Có chưa? Có chưa? À, có rồi ha. Như vậy đó, mình phải cần mình có D là trung điểm của AE rồi. Như vậy mình chỉ ra muốn bằng Y là trung điểm của AM thì mình phải chứng minh DI thế nào với EM. Dựa theo định lý 1. Nó lại mình đã có D là trung điểm của AE. Muốn Y là trung điểm của AM thì mình phải chứng minh DI thế nào với EM. À, song song với DM ha. Như vậy muốn chứng minh mà DI là song song với M á, rồi đây thì viết cho từng cái đi. Rồi, vậy là mình đã có là AD DA bằng DE. Rồi, mình phải chứng minh là DI song song với lại là EM. Rồi thằng thằng này thì có rồi đúng không? Thằng này thì DA bằng với DE thì có sẵn rồi. Rồi làm sao chứng minh DI song song với EM nè? Làm sao? À, đây qua đây. Đây qua đây. À, rồi. Muốn chứng minh là DI song song với EM á. Song song á. Quên cái hình này, nó kéo tới không? À, cái tới đây luôn, thầy vẽ hình chưa có đúng, phải kéo dài ra luôn, kéo dài ra đây luôn nè ha. Đó, muốn chứng minh DI mà song song với M thì mình sẽ tam giác là BDC này nè, thấy BDC không, thấy không? Đó, muốn DI mà song song với M thì mà DI khác kéo dài là DC không,
đúng không? Phải D kéo dài là DC không? Phải không? Xem đu cho lại. Phải DC cắt AM tại Y không? Đúng không? Như vậy đó là để chứng minh DI song song với AM thì mình chứng minh DC song song với AM ha. Mà thằng rồi vậy là chứng minh DC song song với AM. À. Rồi. Để chứng minh DC với song song với AM thì mình đã có E là cái gì của BD rồi. E là gì của BD? E là gì của BD? À, trung điểm của BD. M là cái gì của BC? À, giữa M là đường gì? À, trung bình của ai? Của tam giác nào? À, của tam giác BDC, đúng rồi đó. Đó. À, như vậy đó thì mình sẽ qua một số bước. Như vậy là mình muốn chứng minh đó. Giờ bài đầu tiên mình phải chứng minh đó là M là đường trung bình của tam giác DAC ha. M đường trung bình tam giác DBC. Ha, ta nó đường trung bình rồi sẽ suy ra nó sẽ song song với lại là DC. M song DC tức là M song song với DI ha. Mà D là trung điểm của AE, vậy suy ra Y là trung điểm của AM, vậy là xong. À, rồi, các em về nhà làm bài này. Có thể ghi tóm tắt lại lại để về nhà làm. Được không? Rồi. Rồi, các em ghi đi. Rồi, tiết học chúng mình đến đây là hết nha.